Cửa hàng Nhà Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Lai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và em có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hàn tay dài nhỏ gọn nha mọi người. Đến từ nhãn hiệu của Echo nha. Mã số của em này là CS3000 nha mọi người. Đó, gọi là 3000 ha. Đời hệ 4 số nha mọi người. Đó, đời cao nhá. Thích hợp cho anh em sử dụng trong mảng gia đình, vườn nhà, vừa tầm vừa tay nha mọi người. Đó. Em này thì trước mắt mọi người còn khá là mới nha anh em. Đấy, độ đẹp của nó rất là mới nha anh em nhá. Đó, mã lực của em này thì 30,1cc ha. Trọng lượng của nó là 3,3kg đầu máy này mọi người. Đó, đầy đủ tất cả lam xích thì khoảng 4kg ha. Đó. Lam được sử dụng lam tổng độ dài là 35cm, mặt các cây còn 30, xích được sử dụng xích chân 25 nhé mọi người. Lam xích đây ha. Rất đẹp, đầu rãnh chưa dập chưa tè và xích này là xích lin theo máy đã rúa sẵn rồi. Về anh em chỉ việc cắt thôi nhé mọi người. Đó, hai ốc chân lam này. Và trực tiếp bằng khóa 10 ha. Và tăng xích của nó là lần trước này. Đây nó còn vít dẹp, nó còn tăng xích nha mọi người. Đó, bên phía mặt máu ra này anh em có thể thấy không? Đem nhãn hiệu mạc Echo là vẫn còn này. Đó, mặt đằng sau này. Đấy, rất là mới ha. Màng bô của nó này nha. Nói chung em máy rất là đẹp nhá. Màng bô trắng tinh luôn ha. Đây. Lốc mặt tiền đằng trước đây. Tình trạng máy là zin nguyên bản bảo hành nòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm 3 món đồ theo máy nhá. Buji rũa tiếp mở buji mọi người. Đó, lốc mặt tiền là trước đây, độ chảy chuỗi ít ha. Có núm bơm xăng ở dưới là e để nắp bình chứa liệu xăng pha chung với nhớt nha. Nắp đằng sau này là nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Chờ một chút ạ. Đó, bên phía mã hộp giật thì tem nhãn hiệu mạc Echo là vẫn còn nè mọi người. Đó, mã số series của máy đây. 002901 made in Japan nha mọi người. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản ha. Đó, công tắc tắt mở đây nha mọi người. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng nha mọi người. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Đó, máy rất là mới nha anh em nhé. Giờ sẽ khởi động ha. Xài nhá. Đó anh em nghe cái máy ha. Ganti rất là êm ấm nha mọi người. Nói chung là nhãn hiệu của Echo thì nó tiết kiệm nguyên liệu ha. Đó, xài nhạy nổ ổn định nha mọi người. Thích hợp anh em xài gia đình vườn nhà nha mọi người. Đó, kéo nhẹ nhàng nổ nhá. Bán với giá là 2.200.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.